cọ sát, anh cũng thắc mắc là quay game chạy này kia sao em đánh nhiều quá. Là tại vì quen tay á, quen tay xong rồi cái anh cũng sưng thêm. Thì mình không phải sưng thêm. Cái gì thiếu mình sưng thêm gì đó. Vì hai cái tướng ngồi đi. Anh với lại đàn ông là kiếm tiền à. Đàn ông là người ta lúc nào mà cũng vậy đó. Cái này là mấy cúp này, họ có mấy cái gì thanh nha, mặt mộng tự nhiên. Mặt mộng tự nhiên nha mọi người. Xin cái mắt thôi, không có được không? Mày biết không, lỡ rồi. Đánh trước mài á, mà nó không đánh mấy mắt ở dưới thì nó bị thiếu. Nên là phải đánh thêm. Đội mũ vào á, mọi người sợ là chạy làm những cái đó nó bị vướng víu, chứ không có gì đâu. Còn áo thì mình phải thích là áo rộng rộng, dễ hoạt động hơn. À, có mấy cúp đúng không? Mình đánh khối này kia không? Đánh khối này kia không? Đúng rồi. Không, tại đây nó bắt đầu cao thì sao đấm tới được. Mà đi đâu? Đấm một cái xong chịu nổi. Cái tay này là đấm xuống đây rồi.